Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là chương trình đọc truyện nhân quả đêm khuya trên kênh Thích Ngộ Phương, qua giọng đọc cư sĩ Phúc An. Kính mời chư vị hiện hữu tri thức cùng lắng nghe câu chuyện Sư Tử Trọng Pháp. Đầu đời mạt pháp, về thời Đức Phật Tỳ Bà Thi tại xứ Ba La Nại, có một hòn núi tên là Tiên Thánh Sơn. Trong núi thường có các vị sa môn đức chi Phật tu hành. Thường thường có các loài cầm thú hay đến gần gũi để nghe thuyết pháp. Có một con sư tử tên là Thiên Thệ, long ánh sắc vàng, sức mạnh địch trên 1.000 con. Một khi rống lên thì chim bay phải rớt xuống, loài thú phải ẩn nấp sợ hãi. Một hôm, sư tử Thiên Thệ gặp một vị sa môn đức chi Phật, oai nghi thanh tịnh, tâm sanh hoan hỷ nên ngày thường đến thân cận nghe tụng kinh thuyết pháp. Lúc bấy giờ, có một người thợ săn thấy sư tử có lông vàng óng nên muốn giết lột da dâng cho vua để lãnh thưởng. Người thợ săn nghĩ rằng con sư tử này là vua các loài thú, cung tên không thể hại, lưới bay không thể sập được. Chỉ có cách là giả dạng vị sa môn, chờ con sư tử nghe quen thời lấy tên đập mà bắn. Nói đoạn liền cạo đầu mạo hình sa môn vào núi, ngồi dưới một gốc cây. Lúc ấy con sư tử Thiên Thệ thấy vị sa môn liền vui mừng đến liếm chân quấn quýt một bên để nghe thuyết pháp. Người thợ săn dùng tên độc nhắm bắn, con sư tử bị trúng tên đau quá rống ngược lên muốn nhảy tới vồ giết vị sa môn kia, nhưng lại nghĩ rằng người này đã mặc áo cà sa là thứ biểu hiện của các đức Phật hiền thánh trong ba đời. Nay ta sát hại thời không khó gì, nhưng tức là ta sát hại biểu tượng của các đức Phật. Nghĩ vậy bèn nuốt giận chịu đau. Một lát sau, thuốc độc ngấm dần, đau đớn quá sư tử lại muốn nhảy tới vồ nát người thợ săn, nhưng lại nghĩ rằng nay ta vồ giết thời không khó gì, nhưng ta sẽ bị các đức Phật quở trách và làm người đời không thể phân biệt người lành kẻ ác. Người thợ săn độc ác âm mưu hại ta, nếu ta không nhẫn sẽ bị mọi người oán ghét, phiền não sẽ tăng trưởng. Phiền não tăng trưởng, thời sanh tử tăng trưởng. Sanh tử tăng trưởng, thời sẽ sanh vào các chỗ hiểm địa. Sanh vào chỗ hiểm địa, thời rời xa bạn lành. Xa bạn lành, thời không được nghe chánh pháp. Không được nghe chánh pháp, thời mê mờ nghi loạn. Mê mờ nghi loạn, thời không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy ta nên quyết không khởi ác tâm. Nghĩ vậy, con sư tử liền nói bài kệ rằng: nguyện tự chịu bỏ thân mạng, trọn đời không khởi ác tâm. Hại người mặc áo hoại sắc, nguyện tự chịu bỏ thân mạng, trọn đời không khởi ác tâm. Đối với các bậc xuất gia, nói bài kệ xong liền ngã xuống chết. Người thợ săn cầm dao lột da sư tử đem về dâng vua. Nhưng khi vua nghe đầu đuôi câu chuyện, thấy rõ ác tâm của người thợ săn và rất cảm động trước lòng trọng tam bảo của con sư tử, bèn sai chém người thợ săn và đem xác con sư tử làm lễ trà tỳ, xem như một vị sa môn vậy. Sư tử Thiên Thệ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Không thiên ma ngoại đạo nào có thể phá hoại đạo ta được. Duy chỉ người mặc áo của ta mới phá hoại đạo ta được mà thôi. Lời bàn: ở đời gieo nhân nào thì gặt quả ấy, bởi nhân quả rất công bằng và không bỏ sót một ai. Đức Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu bạn muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích
giúp người cứu vật. Dù bạn có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Còn trong chuyện tình cảm, nếu bạn là người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác, bạn thử nghĩ, bạn có hạnh phúc trọn vẹn không? Chúc các bạn một đêm sâu giấc. Nam Mô A Di Đà Phật.